Xin chào các bạn. Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng dâu tây tại nhà nhé. Dâu tây có rất nhiều tác dụng như cải thiện chức năng tim mạch. Trong dâu tây có mức độ chống oxy hóa rất là cao và các hợp chất khác. Quả dâu tây với thành phần dinh dưỡng gồm các vitamin cùng với khoáng chất như canxi, kali, magie, vân vân. Chúng có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Có rất nhiều công dụng từ quả dâu tây như cải thiện chức năng tim mạch, chăm sóc da, chống lão hóa, chăm sóc mắt, giảm huyết áp, ngăn ngừa ung thư, tăng khả năng miễn dịch, điều trị viêm khớp và gút, tăng cường chức năng não bộ, giảm cân, đẹp da, vân vân. Bắt đầu từ tháng 8 âm lịch, bạn đã có thể trồng dâu để đến dịp Tết là có cây trưng rồi nhé. Đầu tiên, các bạn mua cây giống ở những cơ sở uy tín, rồi các bạn trồng nhân giống bằng cách nhân ngó. Các bạn trồng ra những chậu nhỏ, có trộn đất, trấu, phân chuồng, ủ hoai mục với tỷ lệ 70% đất, 30% phân chuồng cho trấu đã ủ mục. Yêu cầu chậu phải thoát nước tốt, có đục lỗ nhé. Hàng ngày các bạn tưới 2 lần vào buổi chiều hoặc là sáng sớm. Tưới bằng vòi tưới phun sương nhẹ nhàng và ướp đẫm. Sau 2 tháng rưỡi cây sẽ cho hoa và đậu quả. Các bạn có thể tưới cho cây dâu tây bằng nước vo gạo, giúp cây sinh trưởng tốt hơn và tỉa bớt lá già để phòng chống sâu bệnh. Cây trái sai hơn, quả to hơn. Khi quả đỏ sẫm là có thể thu hoạch được rồi. Chúc các bạn thành công!